Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món ngon làm từ gà. Đó là món gà ram nước mắm ớt. Với cách làm cũng rất nhanh, gọn lẹ và dễ nấu ở nhà, thì mình đã có được một món ngon để đổi món cho bữa cơm gia đình cũng rất tuyệt luôn các bạn. Bây giờ cách làm chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Đây là những cái thành phần nguyên liệu của mình gồm có nè. Mình có mua một con gà thả vườn, con này 1,2 kg. Mình đã sơ chế rửa chanh muối sạch sẽ và để ráo nước rồi đó các bạn, để lát mình chỉ cái đem ra nấu thôi nha. Mình có chuẩn bị thêm là 2 cái ớt sừng, rồi thêm một ít ớt bột để lát mình nấu cho thơm. Nước mắm nè, mình chuẩn bị một ít để lát nữa mình đem nếm mình nấu. Gừng nè, mình chuẩn bị một nhánh nhỏ khoảng chừng 10 g. Thêm ít cái tép tỏi cũng khoảng chừng 10-15 g nha. Đây là hành tím nè, mình chuẩn bị nhiều chút khoảng chừng 60 g nha. Thì cơ bản cái nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi. Nếu chi tiết thì các bạn có thể tham khảo ở dưới mô tả, mình có để ở phía bên dưới nha. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Bây giờ mình lấy gà ra, mình chặt cái phần cổ để riêng nè. Phần cánh thì mình lọc ngay cái phần khớp nè. Phần đùi mình cũng cắt lọc ngay cái phần khớp luôn để mình lấy ra. Phần ức thì mình tách riêng. Rồi mình chặt đôi cái đùi gà nè. Cánh gà mình chặt làm 3. Thì mình sẽ chặt lớn lớn chút nha các bạn, để lát nữa mình đem đi nấu cho nó được hấp dẫn nha. Mình lấy ớt ra, mình đem đi cắt lát mỏng như vậy nè. Gừng cũng đem ra cắt lát như vậy, cho qua cái cối để mình dễ nhuyễn nha. Tỏi cũng cắt luôn. Hành tím mình cũng cắt hết, cho vô để mình dễ nhuyễn nha. Mình sẽ dễ nhuyễn cái hỗn hợp hành, tỏi, gừng để mình vắt lấy nước mình ướp gà. Rồi dạy xong rồi đó, mình cho qua một cái túi lọc như vậy. Thì các bạn có thể dùng cái tấm vả nào cũng được nha. Mình cho cái nước vô tráng cái cối đổ vô. Rồi mình sẽ vắt mạnh tay. Mình vắt lấy nước để mình ướp gà, để khi mình ram á mình ăn cho nó không bị lợn cợn cho hấp dẫn nha các bạn. Vắt mạnh tay luôn. Rồi mình nêm vô đây là muối 1 muỗng cà phê nè. Thêm hạt nêm 1 muỗng cà phê đầy. Đường cát trắng nè, 1 muỗng cà phê đầy luôn. Bột ngọt nửa muỗng cà phê nè. Mình trộn cái hỗn hợp gia vị này lên cho tan, cho hòa quyện lại với nhau nha. Rồi cái mình cho vô để mình ướp thịt gà luôn nè, cho hết vô luôn. Phần nước mắm thì mình sẽ cho vô là chừng 3 muỗng canh đầy luôn nha các bạn. 3 muỗng. Mình sẽ nêm vô thêm cái nước màu đường á, mình thắng mình cho vô chừng khoảng 2 muỗng canh để cho có cái màu đẹp. Rồi, tiêu xay nè, nửa muỗng cà phê. Ớt bột thì hồi nãy mình đã chuẩn bị nhiều, cho hết vô chừng khoảng 1 muỗng canh nha. Thì mình sẽ ướp gà đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ trộn đều xoa bóp cho các cái gia vị thấm đều trên cái miếng thịt gà luôn. Mình cứ xoa như vậy khoảng chừng 1 phút nha. Rồi khi mình để đây cho thấm chừng 15 phút rồi mình đem ra mình nấu. Tiếp theo thì mình bắt chảo lên nè. Mình sẽ cho dầu ăn vô 4 muỗng canh nha. Rồi khi mình cho cái hỗn hợp hành, tỏi, gừng lúc nãy mình giã nhuyễn á, mình sẽ phi thơm cho vàng thơm luôn nha. Lúc này đã vàng thơm rồi nè. Mình sẽ lọc qua cái rây á, mình lấy cái phần dầu riêng rồi mình tách phần này ra riêng nha. Nãy mình tách ra, mình lấy cái phần dầu này để đem đi nấu nha. Rồi cái phần dầu, tỏi, hành, gừng mình cho vô chảo nè. Khi mình cho thịt gà vô để mình áp cho nó được thơm. Thịt gà thì mình đã ướp ra chừng khoảng 15 phút rồi đó. Mình cho vô để mình áp cho thơm nha các bạn. Rồi mình sẽ xào cho cái thịt gà nó sang lại nha. Nó vừa sang nó vừa thơm là được. Đó, mình sẽ cho vô mình xào trước. Còn cái nước ướp á, lát nữa xong rồi cái mình cho vô mình nấu sau. Lúc này nó đã có cái mỡ nhiều nè. Thịt gà cũng đã xe vàng. Đó, thơm lắm rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái nước ướp vô. Mình nấu nha. Cho hết vô nè. Để mình tráng thêm miếng nước khoảng chừng 1 chén cơm nha. Rồi mình cho vô mình nấu.
Rồi mình sẽ đậy cái nắp lại nè, để mình nấu nha. Mình sẽ canh thời gian mình nấu cho cạn nước, hoặc là mình canh khoảng chừng 15 phút là mình lấy ra nha các bạn. Rồi mình sẽ giảm lửa xuống vừa vừa nha. Đó, như vậy là được nè. Thịt gà mình đã nấu được 15 phút rồi, mình lấy ra nè, thơm lắm đó các bạn. Bây giờ mình thấy cái nước nó cũng đã hơi sệt lại rồi nè, mình sẽ nếm lại nha. Mình thấy vừa ăn rồi, cái mình nêm vô đây một muỗng canh tương ớt để cho có cái độ sánh dẻo với lại có cái màu đẹp nha. Đó, các bạn có thể bỏ qua cũng được. Mình sẽ cho ớt cắt lát vô nè, cho có cái độ cay cay cho nó ngon. Mình có thể gia giảm theo khẩu vị nha. Rồi mình canh lửa vừa, xóc đều như vậy. Mình sẽ xóc khoảng chừng 1-2 phút để cho cái lớp nước sốt áo đều trên cái thịt gà. Mùi rất là thơm luôn các bạn, cái mùi nước mắm gia vị nè, với lại cái phần nước sốt cũng đã cạn xuống rồi đó. Mình giờ mình thấy đã được rồi. Để mình gấp lên cho các bạn coi nè, cái nước sốt có cái độ sánh dẻo bám đều lên cái miếng thịt đó, trông rất là hấp dẫn. Thơm lắm đó các bạn, thịt gà cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ dọn ra nha, xong rồi đó. Thì nếu có thời gian các bạn hãy làm thử theo cách của mình xem sao nha. Cái món này làm nó cũng nhanh, gọn lẹ và dễ lắm đó các bạn. Để mình rắc cái hỗn hợp hành, gừng, tỏi lúc nãy mình phi cho lên cho nó thơm nè. Và là cái món gà ram nước mắm ớt của mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp cái thịt gà lên cho các bạn coi nè. Cái nước sốt áo đều trên cái miếng thịt, cảm giác rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thịt cũng mềm. Rồi kia mình để đây, chuẩn bị mình ăn thử coi nó làm sao nha. Rồi xin mời các bạn nha, để mình ăn nè. Hả, thịt gà mình ăn mềm nè, thơm nè, ngon là rất là đậm đà luôn, hấp dẫn lắm á các bạn. Để mình ăn nữa nè. Để mình cho thêm cái phần hành nè, tỏi nè, gừng phi lúc nãy rất là thơm luôn các bạn. Thịt gà mình ram nước mắm á, như vậy nè, ăn rất là đậm đà. Nó không cần cái nước dừa nhưng mà có cái độ sánh dẻo. Miếng thịt gà rất là thơm ngon, ăn với cơm tuyệt lắm luôn các bạn. Đặc biệt cái phần là hành nè, tỏi nè, gừng phi nè, cho vô có cái độ thơm thơm rất là tuyệt vời. Mình kèm thêm ít cái rau luộc, rau nào mà gia đình mình hay sử dụng cũng được nha. Rồi thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh nè, và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Món này thì mình cũng có thể làm lai rai cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn.